hòa trong không khí hân hoan chào đón lễ khai giảng năm học mới của học sinh cả nước, nhằm động viên đội ngũ cán bộ, thầy giáo, cô giáo và các em học sinh phấn khởi, quyết tâm bước vào năm học mới. Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2023, 100% các đoàn trường, liên đội trên địa bàn tỉnh Bình Định phối hợp với nhà trường tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 được tổ chức ngắn gọn, đầy ý nghĩa, cùng với không khí vui tươi, hào hứng, phấn khởi sau lễ, giúp các em học sinh bắt đầu một năm học mới đầy hứng khởi, lòng quyết tâm và tự tin, hăng hái gặt được nhiều thành công mới trong tương lai. Sau đây, chúng tôi mời quý vị và các bạn xem không khí nhộn nhịp trước trường Nguyễn Công Trứ tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Quá là đông. Và ra lưa 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 này.